Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay thì em mới có dịp để test chiếc âm ly đàn ông SA11 kèm theo chiếc đầu CD đàn ông 1650 AE. Đây là một combo có hình thức và chất lượng rất hợp với nhau. Đặc biệt là ở cái combo này thì em đang phối ghép với loa BMW 703. Combo này thì khai thác chất của cặp loa này rất tốt và hầu như là đánh rất hợp, các cái dòng nhạc đều chơi rất là tốt, đa dạng. Do âm ly có công suất lớn nên đánh được cặp loa này ra tiếng rất tốt. Bây giờ thì xin mời anh em cùng thưởng thức một bản nhạc vàng, sau đó em sẽ test thêm một vài thể loại nhạc nữa. Xin mời anh em cùng thưởng thức. Anh em có tai nghe hãy đeo vào để cảm nhận. Chiếc ly này em đang bán với giá là 30 triệu. Đầu CD đàn ông 1650 AE là 14 triệu 500. Và cặp loa BMW 703 này thì em đang bán với giá là 47 triệu. Combo này thì phối ghép rất hợp lý trong tầm tiền. Chúng ta không cần phải mất đầu tư nhiều tiền vào âm ly đắt tiền vài chục triệu. Trên 30 triệu, 45, 60 triệu thì chỉ cần chiếc ly đàn ông SA11 này đã khai thác rất tốt cặp loa này rồi. Xin mời anh em cùng thưởng thức nhé. Tình ta
hồng.